Vương Ký Cạnh Sa Đéc thân chào anh chị. Adana, một chậu hai màu. Đây là giống Adana bên vườn của mình hả? Vừa rồi cũng nhận rất là nhiều đơn mà khách đặt ghép. Thì lô này là mình ghép trong một cái lô gốc phôi lớn hơn so với là những cái loại mà 200.000 vừa rồi mình có giao cho anh chị những cái loại giống đồng giá 200 á, thì loại Adana này là cái gốc lớn hơn. Và cái giống Adana này á, tại vườn của mình nha, như mình có thể thấy nè, nó có sự là xen màu lại với nhau là khá chuẩn của một cái giống Adana trên thị trường. Nếu mà anh chị mua chỉ đúng màu vàng thôi thì nó chưa phải rặt là Adana. Thì trên cây là cái màu đúng của nó sẽ là màu màu này cơ. Đây mới là chuẩn của Adana đây nè. Vừa có vàng vừa có cam pha lại với nhau. Một dòng này á, thuộc dòng là xiên bông, cực kỳ dễ ra hoa luôn. Độ lập hoa của nó thì nó được coi là ngang ngang với lại dòng lửa. Có nên sưu tầm giống này không? Thì cây cảnh Sa Đéc là chắc chắn sẽ nói rằng nên có. Loại này thì ra hoa thì khá đẹp rồi. Adana với Sufia ra hoa khá đẹp. Vụ năng suất một chậu là 450.000. Để có giống này mang về nhà của mình nhé. Số lượng hiện tại loài Adana mình còn tầm khoảng là 30 chậu, 450 một chậu. Cành vàng lá ngọc có đẹp không? Mình xem nhé. Màu hoa của nó nè, vào nắng thì cực kỳ đẹp luôn. Ghép trên gốc Mỹ. Vườn của mình thì còn lại khoảng tầm có 5 chậu thôi. Ghép gốc Mỹ. Tông mini từ miệng chậu đi lên là 40 cho tới là 50 cent. Một chậu như vậy vườn xuất với giá là 200.000. Một trong những cái loại hoa mà đáng có. Đây. Nó giống như một cái viền sơn môi trắng với màu hồng là hòa lại với nhau. Cái tông lá là cái tông màu sáng, làm cho cái cây là nó nổi bật lên. Vườn đã kê sẵn rồi. Vừa mới kê cách đây là khoảng 2 tuần là nó đã ra hoa luôn rồi nè. Alisa một dòng xiên bông. Nó giống cái cây sơn môi tại vườn của mình mà năm ngoái xuất. Dòng sơn môi thì năm ngoái là khi vừa mới đăng lên thôi là một nút nhẹt rồi đã hết. Thì cái dòng sau này là cái dòng giống giống mới Alisa, nó dễ ra bông hơn loại cái loại mà sơn môi truyền thống năm vừa rồi mình xuất. Cực kỳ dễ ra hoa và nó lập bông rất là nhanh luôn. Chậu này to, tông cao từ miệng chậu đi lên là 65. Hiện tại thì mình xuất chậu này là với giá là 450 đồng giá với Adana nhé. Milo Patrick một dòng xiên bông luôn. Cái lá của nó là nó giống y như là cái dòng của kim cương vậy đó. Nó hơi giống thôi, không phải giống lắm. Mà nó cũng hơi ná ná qua cái dòng cẩm hạch nữa. Nhưng nó không phải là dòng cẩm hạch. Loại này thì nó ra bông thì khá nhiều. Mình không có làm bông á, mà nó đã ra bông vậy rồi. Một chậu như vậy vô đi xuất với giá là 450 luôn. Có một chậu mang về để mình chơi cho đáng đồng tiền. Điệp vàng dòng xiên bông. Hôm nay mình sẽ cho anh chị xem là đa phần luôn những cái dòng bên mình nó là xiên bông
mình ngắm hoa cho mình buổi sáng á, mà mình thấy những hoa đẹp á cũng giúp cho cái kích thích cái bộ não của mình sáng tạo nữa. Thường á là buổi sáng á là mình sẽ, một á là mình sẽ bật nhạc, hai á là mình sẽ xem tin tức, những cái tin tức mà tích cực, còn ba thì mình có một thói quen đó là mình sẽ ngắm hoa. Mình sẽ vào vườn để mình xem hoa nở này kia, để mình ngắm cái nào đẹp thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị. Nếu mình thích đó, thì mình có thể là sưu tầm cái loại giống đó về để mình ngắm hoa mỗi ngày. Thì cái dòng điệp vàng này á, là một trong những cái dòng hoa mà mình thấy là khả năng ra bông của nó cũng khá nhanh, và mình có thể chơi hoa tới là 1,5 tháng luôn, hoa ra liên tục ha. Điệp vàng là thuộc dòng giống của cẩm thạch. Nếu mà anh chị là mình thích mua những loại giống mới này về để mình sưu tầm để mình ghép á, thì mình có thể là sưu tầm để mình ghép, mình có thể là lấy cái phần điệp vàng, điệp cam, điệp trắng tại vườn của mình để mình có thể là nhân giống ra, khá là đẹp đó. Một chậu như vậy mình cũng đang xuất với giá là 450 luôn. Đây là những thành phẩm mà chậu lớn, cứ lấy hai chậu bất kỳ tại vườn của mình sẽ bao ship cho anh chị nhé. Còn đối với những cái chậu nhỏ thì là 200, chậu lớn thì là 450. Điệp vàng này mình có nhân rộng ra mà một cái lô là nhỏ nữa. Mình không cần gốc đẹp, gốc to, thì mình cứ lấy cái loại mà ghép gốc Mỹ mini thôi được rồi. 200, từ từ thì cây nó cũng sẽ tán tược đẹp như trong hình thôi. Nó chỉ khác là về là cái tông mini thì nó lùn hơn. Rồi, mình qua một loại khác xiên bông nữa nha. Trong hình nó là một cái cây đặc biệt ghép 3 màu. Thứ nhất là hồng gân siêu bông, thứ hai là bướm tím nè, thứ ba đó là cái sơ môi. Đấy, sơ môi này thấy không? Mình ghép một cây là 3 màu và tông thế dáng cũng khá là đẹp, chậu như trong hình. Chậu này là mình xuất với giá là 650. Cây gốc cũng khá là dễ thương để mình có thể là về mình nè. Mình có một cái chậu hoa ưng ý trong dịp Tết á. Hiện tại thì đã cây 3 lần rồi, cây đang ra hoa luôn. Mà bây giờ nó chưa đẹp đâu. Tầm khoảng là qua đợt hoa này xong á, nó rộ xong hết nguyên cây rồi mình đó là nuôi dưỡng tán tược lại. Đấy, cho nó lan ra nó tàn dày hơn tí nữa nó mới đẹp. Rồi, mình qua một loại khác nữa nha. Đây là một chậu Mỹ được vào trong chậu lục giác sẵn, hoành cổ là 15/15. Gồm có 3 màu đó là màu Mỹ cáo nè, Mỹ tím với lại là Mỹ trắng. Một chậu như vậy là 550. Chậu này 550 nhé. Màu Mỹ tím là màu sau này là dòng giống mới, rất là đẹp luôn. Có bao nhiêu cây là khách của mình đặt hết à. Mỹ tím thì khá đẹp luôn á. Rất là nhiều chi, nhiều nhánh nha. 1, 2, 3. Đây. Năm trăm rưỡi một chậu. Trong đây có giống màu Mỹ tím để mình dành mình sưu tầm cái giống này. Rồi, video này là mình cho anh chị xem những cái dòng những cái chậu mà thành phẩm là tông cao hơn, gốc to hơn để anh chị có thể là về để mình có tàn tược sẵn rồi mình về mình chơi, hoặc là mình lấy bo nó cũng dễ dàng nữa. Vườn mình chân thành cảm ơn anh chị, hãy gọi điện thoại cho mình 0902 898 258. Mình chân thành cảm ơn anh chị nhiều ạ.